Minh Dũng gửi lời chào thân thương đến tất cả những người yêu thương đang tại sông Ba Hạ, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Con sông rất đẹp, sông rất lớn, trải dài qua phía bên kia là sông Hinh. Đá dựng rất đẹp. Phía trên là đập thủy điện sông Ba Hạ lớn nhất miền Trung. Sông. Nơi đây có rất nhiều viên đá đẹp. Gửi lời chào đến tất cả những người thân thương tại sông Ba Hạ, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây có đá cảnh rồi đá sân vườn Suzuki rất nhiều và rất đẹp. Nơi Minh Dũng đứng đây, xung quanh có những viên đá, đá cảnh tự nhiên trong thiên nhiên đó. Chỉ đưa về làm cho sạch rồi làm một cái đai da là cái đế gỗ đưa lên là thành một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp. Con sông rộng lớn, bên kia là đồi đồi núi chập trùng, sông Hinh, huyện sông Hinh cũng là tỉnh Phú Yên. Sông Hinh và sông Ba Hạ, từ đập thủy điện sông Ba Hạ, phía trên nữa là đập thượng nguồn ở Gia Lai, Cơ Bang. Có một người chèo một chiếc ghe nhỏ nhỏ vừa vừa đập 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 xuống nước cho cá nó bơi, rồi có cái lưới cá nó dính vào lưới. Trước đó có một cái tảng đá lớn, cái chủ người người đang đi cái ghe rất là đẹp luôn đó, quá đẹp. Tảng đá nó như cái phản, như là một một cái giường lớn bằng phẳng ngồi được, chứ không phải là mười mấy người. Đây, đá chập trùng nè, đá chập trùng đẹp thật đẹp. Sông Ba Hạ xung quanh đây là đá hát không, nhìn ra bao nhiêu nhiêu viên đá để đem về làm đế rồi, nhưng mà nặng lắm, đi đi để cho trải nghiệm biết sông Ba Hạ quá đẹp, đá rất là nhiều. Đá sân vườn là những viên nhỏ tự nhiên, đứng đây là chắc chắn sẽ cũng được tìm ra đá. Đây viên đá nó trong kẹt này rất là đẹp nè, màu đỏ này. Đây viên này cũng hay hay nè. À đây 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 là có duyên với này, giống giống là linh ga nữa đây này, cũng vậy nè. Sao đang có bộ sưu tập về linh ga lại bắt gặp một viên đá đưa vô bộ sưu tập linh ga luôn. Sông Ba Hạ, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đón chào. Merci. Minh Dũng xin chia sẻ giới thiệu tại sông Ba Hạ, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Sông Ba Hạ phía trên là có đập thủy điện lớn nhất miền Trung ở phía này. Đá dựng đây. Đá dựng rất đẹp. Trùng trùng điệp điệp. Đấy, lên phía ngọn núi phía trên đó là có đập thủy điện sông Ba Hạ. Có chiếc cầu, cái đập rất là lớn. Nó liền qua huyện sông Hinh của tỉnh Phú Yên luôn. Đá nè. Đây là đầy lưới cá nè. Vừa rồi chúng ta nghe những cái tiếng bùm 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 là ngư dân lấy cái cây mà chèo xuồng á đập xuống nước, bùm 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 cho cá nó hoảng loạn, nó bơi nó lủi thì nó dướng vô cái lưới đang đang kéo lưới đó. Đó, kéo lưới là cá dính trong cái lưới đó. Bên kia là huyện sông Hinh, cái đồi. Qua cái đồi đó là khu dân cư đập sông Ba Hạ. Sông Ba Hạ rất đẹp. Đến mùa mưa thì ở đây nước nó tràn, nó dâng lên, đá bị ngập hết. Ở đây có những phiến đá, những tảng đá làm mê cả hồn người. Viết thành thơ, sáng tác thành nhạc. Sông Ba Hạ này có nhiều ca khúc viết về quê hương, đồi núi chập trùng,
những tảng đá, như cái tảng đá này rất đẹp nè. Đấy, một lớp lớp dưới là màu đen, đã thấy không? À, rồi trên là một màu vàng như một tấm thảm đá dựng nè. Mê hồn quán này là đang đứng trên tảng đá có màu rất đẹp luôn. Quay một vòng luôn nè. Đá đen, đá màu. Nên đây những phiến đá lớn làm mà sân vườn rất đẹp, như 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 viên đá này. Đấy, viên đá này cũng đẹp. Viên đá này cũng đẹp nè, đấy. Hình chữ nhật. Rất là nhiều đây đá. Và trên đây là chúng ta thấy có hai căn nhà đá. Nhà đó trước đây là của anh Đại, anh khai thác đá và trồng mía, mía mới mới vừa thu hoạch xong. Thì đó là lô đất Minh Dũng đã đặt cọc 250 triệu rồi. 470 triệu một hecta đang chờ ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi là giấy đỏ đó, bìa đỏ. Thì bao nhiêu diện tích? 3 hecta thì nhân lên 470, 4 hecta thì nhân lên cũng 470. Có lẽ là trong trong tháng 7 sẽ cấp sổ và Minh Dũng được cái duyên mua miếng đất này giáp với sông Ba Hạ, giáp với đá như thế này. Phía đó là mặt tiền đường nhựa. Mía mới mới vừa thu nên là thấy trống trải. Mặt tiền đường nhựa trải dài trên trên cái thửa đất này khoảng 150 mét mặt tiền đường nhựa và trải đổ dài xuống sông. Xuống sông đây thì còn nó xe mới chạy ngang đó. Phải cách sông xa lắm để làm còn cái đập thủy điện xuống mà. Nên là phần diện tích đất sẽ là từ trên cái chỗ trồng mía đó, lên tới đường nhựa thì khoảng 100 mét thôi. Đó, còn diện tích thật trong sổ thì đang chờ bên địa chính xã Suối Trai. Địa chính xã Suối Trai rồi phòng tài nguyên, văn phòng đất của Sơn Hòa thẩm định và trình cho lãnh đạo ký ra sổ cấp cho. Thì cũng được biết là ở huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên mỗi mỗi người được cấp mà đất mà chưa có sổ thì được 2 hecta thôi, 2 hecta. Nếu diện tích nhiều hơn thì chưa biết cái cách như thế nào. Đẹp quá. Núi đồi chập trùng bao quanh sông Ba Hạ thật đẹp. Rất tiếc là anh chèo cái ghe nhỏ nhỏ đó anh đi xa rồi, anh mà ở đây đập bùm 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 nữa là ghi du hình đẹp lắm luôn. Minh Dũng sẽ đi dọc dọc theo cái bờ này để ghi lại hình ảnh anh kéo lưới, anh đập bùm bùm cái cho cá nó chạy vô á, nhìn hay lắm. Bây giờ sẽ lên gần những cái phiến đá lớn này thì có những cái viên đá Suzuki là đá cảnh tự nhiên trong thiên nhiên, tức là khi mà phát hiện ngắm được một cái viên đá lành lặn, trước hết là lành lặn rồi nó tạo ra một cái dáng hình núi, để hình mặt người hay là hình cái tháp, hình con chim, hình con thú, nói chung là có chủ đề, đặt được tên về làm một cái đa gia gọi là cái đế bằng gỗ, tôn cái viên đá đó lên, chà rửa sạch sẽ đưa lên, không cần sơn phết dầu hay là cái gì hết, cái đẹp tự nhiên, để cho cái đẹp tự nhiên. Chút nữa thấy một viên nào đẹp là Minh Dũng sẽ quay lại luôn. Coi sáng nay có duyên với viên đá nào tại đây không nha. Ừ, hơi trơn, cẩn thận Minh Dũng. Có thể chỗ này có nè. Đấy. Viên này cũng đẹp nè. Đây viên này nè, viên này như chiếc giày nè. Có đá đẹp tại sông Ba Hạ này với lại sông Hình có đá đẹp rất nhiều. Cảm ơn đã xem video của Minh Dũng. Bắt gặp một viên đá có nền trắng trắng nhưng mà phần đáy nè ánh lên màu xanh nè. Đó, mài ra sẽ rất là đẹp. Ừ. Tại nằm trên đường nhựa sông Ba Hạ. Viên đá này phải 2 tạ. Đá bán quý. Rất đẹp. Hay quá vậy ta. Dọc dọc đây có những viên đá có lẽ là đẹp. Ok.